Ngọc Mai xin chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình Giờ Kết Sổ được phát sóng trên kênh truyền hình FBNC. Và mở đầu của bản tin hôm nay thì hãy cùng với Ngọc Mai điểm qua những thông tin của các doanh nghiệp trong nước và trên thế giới, cùng những tin tức quan trọng trên thị trường dầu. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất trên sàn giao dịch chứng khoán ở khắp các thị trường. Dầu đảo chiều tăng mạnh phiên đầu tuần Tiếp đà của dầu, chứng khoán Mỹ tăng ấn tượng Thị trường vẫn còn giàn co, nhà đầu tư cẩn trọng bắt dầu rơi cùng theo dõi những cập nhật mới nhất về thị trường và các phân tích chuyên sâu cùng FBNC Việt Nam trong chương trình giờ kết sổ ngày 30 tháng 6. Mở đầu sẽ là những thông tin của các doanh nghiệp trong nước. Thưa quý vị, thành viên thuộc The Bank Group, công ty cổ phần BBK, mã trên sàn Hose là BBC, vừa thông qua nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Năm 2019, với doanh thu tăng 5% trên 1.500 tỷ đồng và có lợi nhuận sâu thế là hơn 95 tỷ đồng, công ty thông qua việc không chia cổ tức năm 2019 để tập trung nguồn lực cho việc đầu tư phát triển. Cụ thể kế hoạch cho năm 2020, với doanh thu thuần tăng 20% lên 1.800 tỷ đồng, chỉ tiêu lợi nhuận sâu thế là 88 tỷ đồng. Cũng tại đại hội lần này, BBK đã thực hiện tách riêng chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong đó ông Trương Phú Chiến tiếp tục làm chủ tịch hội đồng quản trị, trong khi ông Nguyễn Quốc Hoàng sẽ làm tổng giám đốc kể từ ngày 1 tháng 7. Công ty cổ phần tài nguyên Bashan, Bashan Resources, mã trên sàn Upcom là MSR, vừa thông qua việc đổi tên thành công ty cổ phần Bashan High Tech Materials trong đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tổ chức vào ngày 29 tháng 6 vừa qua. Việc đổi tên diễn ra sau khi công ty hoàn tất giao dịch mua lại nền tảng kinh doanh Fondram của HGTAC của Đức vào giữa tháng 6 và tiến tới thực hiện kế hoạch trở thành nhà chế tạo vật liệu công nghiệp công nghệ cao theo Machine Hightech Material thương vụ này sẽ mang lại cho các công ty các trung tâm sản xuất tiên tiến ở mỗi khu vực thị trường trọng yếu như là Napster EU và Apat với cơ sở sản xuất tại Đức Canada và Trung Quốc đồng thời công ty có một nền tảng công nghệ tái chế tốt vừa có thể mở rộng và nhân rộng ra mọi địa điểm cơ sở kinh doanh Năm 2020, công ty đưa ra hai kịch bản, kế hoạch kinh doanh ở mức thấp là 8.000 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sâu thuế phân bổ cho cổ đông giảm 43% so với năm 2019 còn 200 tỷ đồng. Với mức cao, doanh thu là 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 42% lên 500 tỷ đồng. Ngày 15 tháng 7 tới đây thì công ty cổ phần thực phẩm Colimax mà chứng khoán là CMF sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 50%. Như vậy, với 8,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Jolimex sẽ chi khoảng 40,5 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Với cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận về 5.000 đồng, thời gian thanh toán vào ngày 28 tháng 7 năm 2020. Jolimex kết thúc năm 2019 với doanh thu thuần đạt gần 2.176 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước, còn lợi nhuận trước thuế đạt 208,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 167 tỷ đồng, tăng trưởng 66,7% so với lợi nhuận năm 2018. EPS đạt 16.454 đồng. Với kết quả đạt được, Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2020 tổ chức ngày 24 tháng 6 vừa qua đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trong đó thống nhất chia cổ tức năm 2019 tỷ lệ 50%, thay cho mức tối thiểu là 15% như kế hoạch ban đầu. Thị trường dầu hôm nay đã có những thông tin quan trọng nào? Thưa quý vị, giá dầu tăng trong tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong phiên ngày 29 tháng 6 sau khi số liệu kinh tế từ châu Á và châu Âu cho thấy một đà leo dốc. Chốt phiên ngày 29 tháng 6, giá dầu Brent tăng 69 xu, tương đương 1,7%, lên 41,71 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu WTI tăng 1,21 đô la Mỹ, tương đương 3,1%, lên 39,7 đô la Mỹ một thùng. Tính đến hết tháng 6 năm 2020, giá dầu Brent có tháng tăng thứ ba liên tiếp sau khi OPEC cộng gia hạn cắt giảm nguồn cung là 9,7 triệu thùng một ngày đến tháng 7 năm 2020. Số liệu Ủy ban Châu cho biết nền kinh tế khu vực Eurozone trong tháng 6 hồi phục, tăng lên mức là 75,7 điểm từ mức là 67,5 điểm trong tháng 5 năm 2020, song vẫn thấp hơn so với dự kiến. Tại Trung Quốc, lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp tăng lần đầu tiên trong 6 tháng. Ngoài ra, các chỉ số chứng khoán Mỹ cũng hỗ trợ cho giá dầu. Cùng đến với những thông tin của các doanh nghiệp trên thế giới. Thưa quý vị, hãng dầu khí đá phiến Chesapeake Energy vừa trở thành cái tên lớn nhất trong ngành dầu khí Mỹ, phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Chesapeake hiện là hãng khí đốt lớn thứ 6 của Mỹ và là tên tuổi đi tiên phong trong lĩnh vực khai thác dầu khí đá phiến. Tuy nhiên, từ đầu năm, giá dầu sụt mạnh do dư thừa nguồn cung, cung kinh tế đóng băng vì dịch bệnh đã kéo cổ phiếu của hãng mất đến hơn 90% giá trị. Hồi đầu tháng, hãng đã để quá hạn trả một khoản lãi. Việc xin bảo hộ phá sản cho phép công ty có thể thỏa thuận với các chủ nợ và tái cấu trúc tình hình tài chính. Ngành công nghiệp dầu mỏ của Mỹ đang phải đối mặt với một viễn cảnh u ám do đại dịch Covid-19 khiến nhu cầu tiêu thụ dầu giảm mạnh, trong khi nguồn cung gia tăng khiến các kho chứa vàng đen trở nên khang hiếm. Thưa quý vị, tương lai của hãng thông tấn duy nhất và lâu đời nhất của Australia AAP đã được đảm bảo sau khi một nhóm các nhà hậu tâm và đầu tư chính thức ký kết thỏa thuận mua lại hãng này vào ngày 29 tháng 6. Vào tháng 3 năm nay, hai cổ đông chính là tập đoàn truyền thông New Australia và Nai thông báo rút khỏi AAP và lãnh đạo hãng thông tấn này cho biết hãng sẽ chấm dứt hoạt động vào cuối tháng 6. Trong mọi thông báo mới, nhóm nhà đầu tư cho biết họ mong muốn bảo vệ sự đa dạng truyền thông ở Australia thông qua việc đảm bảo hoạt động lâu dài của một hãng thông tấn cung cấp thông tin báo chí độc lập, chất lượng về các vấn đề quan trọng cho tất cả người dân Australia. Theo thỏa thuận, AAB sẽ tiếp tục sản xuất nội dung bao gồm tin tức thời sự trong nước và thế giới, tin thể thao, tòa án và chính trị, cùng với cung cấp ảnh và dịch vụ tra cứu thông tin. Các chủ sở hữu mới cho biết sẽ duy trì lực lượng phóng viên, biên tập viên AAP hiện tại, nhưng sẽ phải giảm bớt một số việc làm. Theo Business Insider, cổ phiếu của Facebook giảm khoảng 1% trong phiên giao dịch sáng ngày 29 tháng 6, sau khi hứng làn sóng tẩy chay dữ dội từ nhiều nhãn hàng lớn. Trước đó, thì giá cổ phiếu của mạng xã hội lớn nhất hành tinh cũng trượt dốc 8,3% trong phiên giao dịch cuối tuần trước. Nguyên nhân được xác định là do một chiến dịch tẩy chay gồm hàng trăm thương hiệu lớn tuyên bố ngừng quảng cáo trên Facebook. Điều này đã thổi bay 60 tỷ đô la Mỹ vốn hóa của mạng xã hội lớn nhất hành tinh chỉ trong 2 ngày. Nhiều nhãn hàng lớn như Starbucks, PepsiCo Coca-Cola, Diageo, Unilever và Verizon cùng hàng trăm thương hiệu khác tuyên bố ngừng quảng cáo trên Facebook do việc xử lý ngôn từ kích động và thông tin sai lệch của mạng xã hội này. Cùng với đó, hãng Ben Jerry, Herman và Unilever cũng tuyên bố dừng toàn bộ chiến dịch quảng cáo trên Facebook tới hết năm 2020. Trước đó, Verizon, Patagonia, và Girational Equipment cho biết sẽ không chạy quảng cáo trên mạng xã hội này cho đến hết tháng 7. Sóng gió trong vài ngày cuối tuần qua khiến giá trị vốn hóa của Facebook bay hơi 60 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại đại diện công ty này cho biết họ đang lên kế hoạch điều chỉnh chính sách quảng cáo nhằm củng cố niềm tin cho người tiêu dùng. Và ngay sau đây sẽ là những cập nhật mới nhất về những diễn biến trên thị trường chứng khoán Mỹ. Chứng khoán Phú Quân đã đóng cửa với mức tăng ấn tượng nhờ những tín hiệu phục hồi kinh tế nhờ gói hỗ trợ giúp các nhà đầu tư có niềm tin tích cực hơn vào thị trường. Chỉ số công nghiệp Dow Jones chốt phiên tăng gần 600 điểm, tương đương 2,3%, đánh dấu phiên tăng trong ngày lớn nhất trong 3 tuần qua, S&P 500 và Nasdaq đánh dấu mức tăng trên 1,2%. Trụ đỡ chính cho thị trường phiên này đến từ gã khổng lồ sản xuất máy bay Boeing sau khi hãng bắt đầu xin cấp phép bài thử cho dòng bay 737 Max. Sự phục hồi lòng tin vào nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã tăng mạnh trong tháng 6 với sự cải thiện trên tất cả các lĩnh vực. Theo dữ liệu từ Ủy ban châu Âu EC, chỉ số lòng tin đối với nền kinh tế khu vực này trong tháng 6 đã tăng lên 75,7 điểm so với mức tăng tương ứng 67,5 điểm của tháng 5 song vẫn thấp hơn so với dự báo. Và liên tục sẽ là những thông tin trên sàn chứng khoán châu Á. Các cổ phiếu châu Á đã tăng vào thứ ba này khi Trung Quốc có kết quả kinh doanh tháng 6 khả quan. Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản đã tăng 1,33%, đóng cửa ở mức 22.288,14 điểm. Sau khi trượt hơn 2% vào thứ hai, chỉ số Topic cũng đã tăng 0,62% để kết thúc ngày giao dịch tại 1.558,77 điểm. Tại Hàn Quốc, copy đóng cửa cao hơn 0,71%, tại mức 2.108,33 điểm. Trong khi đó, S&P, ASX 200 tại Úc đã tăng thêm 1,43% để kết thúc giao dịch ở mức 5.897,90 điểm. Trong khi đó, theo dữ liệu công bố hôm thứ Ba, trong một báo cáo sơ bộ của Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp, sản xuất công nghiệp Nhật Bản trong tháng 5 đã giảm 8,4% so với tháng trước. Mặc dù nhiều quốc gia đã đạt được một số tiến bộ trong việc chống dịch COVID-19, thế nhưng đại dịch này thực sự đang tăng tốc. Điều này được các chuyên gia dự báo sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán châu Á trong những phiên ngắn hạn tiếp theo. Mời quý vị cùng với Ngọc Mai quay trở lại với thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số sàn HOSE bước tốc đầy mạnh mẽ ngay từ đầu phiên và nhanh chóng tăng hơn 10 điểm sau chuỗi phiên giảm trước đó. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như là Vinhomes, Vincom và Vinamilk đóng góp vô cùng tích cực vào sự khởi sắc này. Xu thế hồi phục của thị trường cũng giúp cho tâm lý nhà đầu tư như được kích hoạt trở lại để mạnh tay tham gia vào giải ngân. Chuyển sang phiên chiều, sắc xanh chỉ duy trì vào lúc đầu và ngay sau đó áp lực bán bất ngờ tăng mạnh đã làm VN Index đảo chiều mức điểm, các cổ phiếu blue chip tác động tiêu cực đến thị trường. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 0,51% xuống còn 825,11 điểm, chỉ số HNX Index của sàn Hà Nội cũng giảm 0,5% về mốc 109,76 điểm. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần 1 của chương trình và kết sổ. Và để hiểu rõ hơn về những tác động cũng như xu hướng đầu tư trên thị trường chứng khoán, hãy cùng với Ngọc Mai tìm hiểu qua cuộc trao đổi với chuyên gia trong phần 2 của chương trình. Quý vị đang theo dõi phần 2 của chương trình giờ kết sổ và ngay sau đây hãy cùng Ngọc Mai theo dõi cuộc trao đổi giữa biên tập viên Đà Giang và anh Đỗ Tiến Đạt đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng để lắng nghe về những phân tích chuyên sâu trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 30 tháng 6 năm 2020. trước tiên rất cảm ơn anh đạt đã đến với chương trình. thưa anh thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì thị trường tưởng đã phục hồi sau 5 phiên điều chỉnh khi mà tăng mạnh trong phiên sáng. tuy nhiên đến phiên chiều thì thị trường lại đảo chiều và nhiều cổ phiếu đã giảm mạnh và vn index đã kết thúc trong sắc đỏ. thì anh có nhận định như thế nào về cái diễn biến của thị trường trong ngày hôm nay? vâng thì đầu tiên thì tôi cũng sẽ nói về cái vị thế hiện tại của thị trường của mình. thì hiện tại thì thị trường của chúng ta thì đang nằm trong một kênh giảm trung hạn thì sau khi thị trường đã lập đỉnh vào mức 900 điểm thì hiện tại thị trường đang có những cái phiên giảm điểm do đó thì hiện tại những cái phiên giảm điểm nó sẽ áp đảo so với những cái phiên phục hồi ngày hôm qua thì khi mà thị trường cũng đã có một phiên giảm điểm khá là mạnh với hơn 20 điểm thì tôi cho rằng nguyên nhân giảm của ngày hôm qua cũng đến từ các cái việc mà thông tin vĩ mô cũng không mấy là khả quan khi mà chỉ số GDP trong quý 2 có mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại và ngày hôm qua thì các nhóm cổ phiếu của VIX và ngân hàng là những cổ phiếu tác động lên thị trường Tuy nhiên thì chúng ta thấy hôm qua thì không có việc bán tháo của các nhà đầu tư nhưng mà nó chỉ nguyên nhân giảm cũng một phần cũng là do việc thiếu hụt lực cầu từ bên mua khi mà các nhà đầu tư vẫn đang có tâm lý e ngại về chừng tại đây thì do đó thì bắt đầu phiên dịch của ngày hôm nay thì thị trường bắt đầu đầu phiên cũng đã có những cái phiên giao dịch khá là khởi sắc nguyên nhân đến từ cái việc giao dịch khởi sắc này tôi cho rằng đó là một phần ảnh hưởng từ việc chứng khoán quốc tế cụ thể là chứng khoán Mỹ cũng đã có cái những phiên giao dịch tăng điểm trong tối hôm qua. Cụ thể thì chỉ số Dow Jones cũng đã có mức tăng hơn 580 điểm với mức tăng là hơn 2.4% và chỉ số S&P 500 cũng có mức tăng hơn 44 điểm với mức tăng là 1.7%. Bên cạnh đó thì các thông tin tích cực về giá dầu cũng đã giúp giá dầu tăng điểm trở lại, cũng là một trong những nguyên nhân giúp cho thị trường có những phiên hồi phục vào buổi sáng. Diễn biến của thị trường trong phiên buổi sáng thì cũng khá tích cực khi mà thị trường cũng đã tăng hơn 6.5 điểm và dòng tiền cũng khá là phân hóa và tập trung vào các cổ phiếu đóng góp lớn vào thị trường cụ, th cụ thể, như các nhóm cổ phiếu của bộ chỉ số VN30 như là nhóm uh, như là cổ phiếu Vinhome cũng đã có mức uh, tăng hơn 3% với giá trị giao dịch hơn 1.2 triệu cổ phiếu đóng góp theo sau đó là các cổ phiếu của VIT và Phát và VRE Tuy nhiên thì quay sang phiên dịch trong buổi chiều thì với tâm lý thận trọng cũng như tôi cảm giác như cái dư âm về các thông tin vĩ mô của ngày hôm qua vẫn còn tác động đến thị trường nên thị trường cũng đã bắt đầu quay sang giảm điểm. Cụ thể thì lực bán trong buổi chiều cũng tập trung vào các cổ phiếu của VN30 như là Sabeco, Vietcom và VBank và bên cạnh đó các cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản của công nghiệp và nhóm ngành bán lẻ cũng giảm điểm và kết thúc phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay thì thị trường cũng đã quay đầu và giảm đi 4 điểm đánh dấu phiên giảm điểm thứ sáu nằm trong cái xu hướng giảm trung hạn của chúng ta và hiện tại thì chúng ta thấy thì khối lượng giao dịch của thị trường đang hiện tại ở mức khoảng dưới 5.000 tỷ đồng thì cho thấy hiện tại thì các nhà đầu tư dòng tiền vẫn đang đứng ngoài quan sát chờ đợi cơ hội cũng như là trước những cái thông tin về diễn biến khó lường của dịch bệnh covid thì nhà đầu tư hiện tại cũng đang khá là thận trọng À, có thể nói là nhận định về thị trường trong giai đoạn hiện nay thì đa số các phân tích đều rất là thận trọng cho rằng là V&S có thể phải lùi lại cái mức hỗ trợ mạnh là từ 780 đến 820 điểm trong thời gian tới. Và à, nếu mà có những cái phiên tăng điểm, những cái phiên phục hồi thì chỉ là những cái phiên về mặt kỹ thuật. À, vậy thì à, anh có đánh giá như thế nào về cái, cái ý kiến phân tích này ạ? À? Vâng thì cũng theo như quan điểm của tôi thì hiện tại thị trường vẫn đang nằm trong cái kênh xu hướng giảm giá thì việc mà các giới phân tích báo chí cũng đưa ra cái những cái kịch bản khá là thận trọng theo tôi đánh giá rằng cái kịch bản này cũng khá là hợp lý vì do với những cái kịch bản thận trọng này thì sẽ giúp các nhà đầu tư có thể quan sát thị, thị trường kỹ hơn cũng như là thận trọng trong việc quyết định mở các vị thế mua mới của mình cụ thể thì như chúng ta đã biết thì theo số liệu từ tổng cục thống kê đã công bố thì chỉ số tăng trưởng GDP của nước ta trong 6 tháng đầu năm hiện tại chỉ đạt là 1.81% đây là chỉ số thấp nhất kể từ 30 năm trở lại đây từ năm 1991. Bên cạnh đó thì dưới các ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, thì sự lo ngại quay trở lại của làn sóng dịch bệnh lần thứ hai cũng khiến cho tình trạng giao thương của các nước trên thế giới cũng đang ảnh hưởng khá là nhiều. qua đó thì cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động giao thương mua bán của Việt Nam với các đối tác thương mại. qua đó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ phục hồi của Việt Nam trong thời gian tới cũng như là việc các chuyên gia đến làm việc cũng như là thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế. Bên cạnh đó thì tôi nhận thấy cái việc mà kiểm soát các chỉ số CPI hiện tại của chúng ta cũng đang gặp khá là nhiều khó khăn. Thì hiện tại thì cái giá dầu cũng đã bắt đầu phục hồi quay trở lại. Cũng như là việc giá thịt heo, giá lợn hơi vẫn chưa có dấu hiệu mà suy si giảm nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn thấy một số điểm đáng tích cực từ các chỉ số vĩ mô như là các như là các chỉ số về tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ, công nghệ đã bắt đầu tăng trưởng trở lại so với cùng kỳ năm trước. Và theo như tôi quan sát hiện tại thì cái vùng hỗ trợ mạnh của chỉ số VNS hiện tại đang là vùng từ 800 cho đến 820 điểm. Thì tại vùng giá này khi mà thị trường phục hồi và có sự hồi phục thì sẽ giúp cho các nhà đầu tư mở vị thế mới mua an toàn hơn so với vùng giá hiện tại. Trong bối cảnh như hiện nay thì lời khuyên của anh dành cho các nhà đầu tư là gì? Vâng thì với kịch bản hiện tại khá là thận trọng cũng như chúng ta đã thấy thì do tác động từ dịch bệnh Covid-19 thì sau khi mà kết thúc tháng 6 này thì tất cả các công ty trên sàn cũng đã bắt đầu tổ chức thành công các các buổi đại học cổ đông của mình cũng như là đã chuẩn bị chờ đợi các kết quả kinh doanh từ quý 2 Tuy nhiên thì chúng ta cũng vẫn cần phải khá thận trọng trong giai điểm giai đoạn hiện tại thì theo tôi thì tôi kỳ vọng sẽ có hai kịch bản xảy ra về kịch bản thứ nhất thì tôi kỳ vọng thì thị trường vẫn sẽ tiếp tục điều chỉnh Tuy nhiên thì lực bán cũng sẽ bắt đầu giảm dần cũng như khối lượng mua sẽ bắt đầu tăng trở lại tích cực và hiện tại thì thị trường sẽ nằm trong vùng hỗ trợ từ 820 cho đến 840 điểm thì với kịch bản này thì tôi khuyến nghị nhà đầu tư thì đối với những tài khoản hiện tại vẫn đang có tỷ lệ margin cao thì vẫn nên tốt nhất là hạ hết tỷ trọng về margin và sau khi mà thị trường đã bắt đầu test về cái ngưỡng hỗ trợ thành công là từ 820 đến 840 điểm thì nhà đầu tư có thể bắt đầu mở một vị thế mua mới để đảm bảo an toàn cho tài khoản của mình về kịch bản thứ hai thì có về phần tiêu cực hơn thì tôi thấy thị trường sẽ tiếp tục giảm điểm và sẽ không giữ được cái vùng hỗ trợ 820 điểm thì thị trường sẽ tiến về cái vùng hỗ trợ mạnh hơn là vùng 800 điểm thì tại đây thì với chiến lược đầu tư của nhà đầu tư thì nhà đầu tư cũng cần nên quan sát thị trường và khi thị trường đã thủng đi mốc 820 điểm thì nhà đầu tư có nên vừa giảm luôn cái tỷ trọng margin của mình nếu như mà tỷ lệ quá cao hay là sẽ giảm bất dần tỷ trọng cổ phiếu và khi mà thị trường bắt đầu thành công cái ngưỡng hỗ trợ 800 điểm thì nhà đầu tư có thể bắt đầu quay trở lại mua mới từ đó thì sẽ giúp các nhà đầu tư sẽ hạn chế rủi ro và mất mát trong cái bối cảnh thị trường hiện tại và nhà đầu tư cũng có thể đón đầu các những cổ phiếu có những kết quả kinh doanh triển vọng tốt trong giai đoạn quý 2 này thì nhà đầu tư có thể mở vị thế mua mới và đó để có nhận được những cái thành quả sắp tới trong thời gian sắp tới à, vậy thì làm sao để mà nhà đầu tư có thể biết được rằng là thị trường đã xác lập những cái mốc thành công như là anh đề cập ạ về vấn đề mà khi mà mình nhìn cảm nhận khi mà bắt đầu thị trường đã test thành công các ngưỡng hỗ trợ điều chỉnh thì thường những cái ngưỡng đó thì mình khi mà lúc trading thì mình sẽ quan sát và dựa theo các tín hiệu kỹ thuật thì về những cái ngưỡng đó thì sẽ có bắt đầu những cái dòng tiền bắt đáy bắt đầu đổ vào thị trường thì chúng ta có thể đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể quan sát theo cái dòng tiền đó di chuyển như thế nào nó sẽ tập trung vào những cái cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt hay những có câu chuyện riêng thì ở đó thì chúng ta có thể follow theo những cái dòng tiền đó thì có thể đạt những thành quả và nếu đối với những nhà đầu tư mà mới bắt đầu tham gia vào thị trường chưa có kinh nghiệm nhiều thì nhà đầu tư có thể chọn các các nhà môi giới có có kinh nghiệm trên thị trường cũng như là có thể quan tâm về các kênh tài chính cũng như là hỏi thêm các ý kiến chuyên gia để có thể đưa ra những cái quyết định đầu tư đúng đắn nhất cho mình một lần nữa rất cảm ơn anh đã tham gia chương trình và có những cái tư vấn rất là bổ ích cho nhà đầu tư đến đây thì thời lượng dành cho chương trình giờ kết sổ cũng đã hết. Ngọc Mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả, cảm ơn sự đồng hành của Công ty Cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình giờ kết sổ tiếp theo.